các chị em xây kênh nhân hiệu mà thuộc cái tuýp người mà có cái cá tính là bên ngoài rất là đanh đá, thô thẳng nhưng mà bên trong thì rất là tốt bụng ấy, thì xem mấy cái case study mình chia sẻ trong video này nhá. Thứ nhất là vừa rồi có cái phim Lật Mặt 7 của đạo diễn Lý Hải rất là hay, thành công ấy. Chúng ta nhớ cái bạn con dâu thứ tư đúng không? Bạn ấy tên là Tư Hậu. Đó, vợ của Tín Nguyễn. À đâu? Nhầm. Bạn đấy là bạn Tín Nguyễn trong vai Tư Hậu, vợ nhầm cái gì nhỉ? À. Tín Nguyễn rồi đóng cái vai là Tư Thám, vợ của Tư Hậu. Rồi mình tự nhớ mỗi một cái câu mà bà ấy mắng ông chồng: ông già vợ ở với bà già chồng có bị dở không? Ông có bị khùng không? Ông già vợ mà ở với bà già chồng thấy ông kỳ không? Gần xuống lỗ hết rồi, kỳ gì kỳ. Đó, cái vai này rất đạt luôn các anh chị em ạ. Bên ngoài rất là đanh đá, thể hiện như thế thôi, nhưng mà khi đón mẹ chồng về thì rất là hiếu thuận, nó rất là ngoan và lễ phép. Đó, và chúng ta có thể thấy rằng là tính cách như thế đấy, thẳng thật, nó đanh đá nhưng mà bên trong thì rất là tốt bụng, đúng không? Đó, trong khi thì cũng là hai sắc thái cá tính. Đó, vai của Minh Khuê đóng vai nàng dâu cả đấy. Nếu như chân mẹ lành lặn thì còn đỡ, đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ trong Nam ra ngoài này thì bên ngoài thì rất là có vẻ rất là ngoan ngoãn hiếu thuận, nhưng ở bên trong thì cực kỳ là kiểu thảo mai đấy. Đó, tính thì ngược lại với cái tính ở bên ngoài đấy. Thì thật ra là mỗi một cái nhân vật thì đều có hai cái sắc thái cá tính khác nhau. Đó, như các anh chị em thấy không, thì những cái kênh mà thành công từ trước đến nay mà xây dựng theo kiểu tuýp người giống như Tín Nguyễn đây này thì rất là nhiều. Ví dụ như kênh của Dung Rực Rỡ này, kênh của Mai Anh Trần này, kênh của Hà Linh Official, chúng ta thấy không nào? Các bạn ấy rất là chân thật từ cái tính cách mà thể hiện bộc bạch ra bên ngoài. Đó, đôi khi những cái lời thoại rất là thô, nhưng mà thật ra là những bạn này rất là tuyệt vời. Đó, ngoài rồi những cái đưa vào cái tính cách vào trong cái quan điểm cá nhân cũng rất là rõ ràng, rồi ngôn từ, rồi các cái chủ đề về phản biện, rồi các cái chủ đề mà thể hiện ra ngoài, chúng ta thấy rằng cá tính rất là mạnh. Nhưng mà mình thấy tuýp người ba cái bạn này cực kỳ giống Tín Nguyễn luôn. Thế nên là anh chị em đó, đặc biệt là các bạn nữ mà thuộc cái tính cách ở bên ngoài mà thẳng thắn đúng không, đó ăn nói có vẻ như là bỗ bã một tí nhưng bên trong kiểu tốt bụng, nó thật thà đấy chẳng hạn đấy, thì follow ba cái kênh trên nhá, thì rất là phù hợp với các anh chị em.